Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về nội dung triển khai hoạt động chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 3 lớp sinh hoạt chuyên môn ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các thầy cô giáo trao đổi thảo luận các nội dung về chương trình giáo dục phổ thông 2018 sau khi được tập huấn qua hình thức trực tuyến. Đây là mô hình bồi dưỡng tiên tiến, hiện đại, giúp giáo viên có thể nâng cao năng lực mọi lúc, mọi nơi, không hạn chế về thời gian. Tuy nhiên cũng đòi hỏi giáo viên phải có tinh thần tự học, trình độ về công nghệ. Sau khi dự giờ các lớp sinh hoạt chuyên môn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao tinh thần làm việc của các thầy cô giáo, thảo luận sôi nổi, sáng tạo. Thứ trưởng cũng yêu cầu đội ngũ giáo viên cần phân biệt sự khác nhau giữa chương trình giáo dục hiện hành và chương trình mới, từ đó có sự thay đổi nhận thức, vận dụng linh hoạt đổi mới trong phương pháp dạy và đánh giá năng lực của học sinh. Thứ trưởng cho biết, các lớp sinh hoạt chuyên môn theo cụm tại Hưng Yên được Bộ chọn là mô hình thí điểm, tổ chức ghi hình để làm mẫu triển khai trên cả nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng cho biết, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Hưng Yên đã tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Hiện tại, tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các đề án về nâng cao chất lượng quy mô cơ sở vật chất, về nhân lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ Nội vụ tăng chỉ tiêu giáo viên, phấn đấu đảm bảo tiến độ theo hướng dẫn chỉ đạo của Bộ.